Lựa tiền lẻ nhất đi cúng dường cho Tam Bảo, cái này là cái bệnh chung của nhiều người chúng ta đi chùa mà chưa từng nghe đạo. Tức rằng chưa nghe đạo họ đi đến chùa, họ cúng dường cho Tam Bảo, họ lựa tiền lẻ nhất đi cúng dường cho Tam Bảo, cái này là cái bệnh chung của nhiều người chúng ta đi chùa mà chưa từng nghe đạo. Đi đến chùa toàn là lựa tiền lẻ đi cúng dường Tam Bảo, đây là gì? Tâm keo kiệt. Tâm keo kiệt. Thí dụ như bây giờ ai cho tiền quý vị mà lựa tiền giấy nhỏ nhất để cho quý vị cũng sẽ thấy rằng người này keo kiệt, đúng không? Từ cái tâm keo kiệt đó là tâm lượng nhỏ, mà tâm lượng nhỏ thì phước báo nhỏ. Dù đời này họ có giàu sang đi chăng nữa cũng là cái phước đời trước đã tu mà đời này hưởng. Nhưng mà chưa được bao lâu thì tự nhiên gia đạo con phá gia chi tử đi vào nhà mình để quậy phá cho gia đình mình tan nhà mất mạng. Quý vị để ý, đa phần cái gia đình keo kiệt không phụ dưỡng cha mẹ, gia đình này chỉ biết gom góp tiền bạc, xem tiền nặng nề, xem của cải nặng nề, ai khổ mặc kệ ai. Vì coi cái gia đình này cuối cùng cái người đi đòi nợ họ là ai? Con họ vô đi đòi nợ, bệnh hoạn nè, quậy phá nè, chết yểu nè, làm đủ chuyện hết để cho họ khổ đau cung cực luôn. Vì đồng tiền này quý vị không xài vào chỗ thiện chỗ tốt thì đồng tiền này quý vị lấy đi. Hello mọi người, hello, xin chào tất cả mọi người. Con là thầy thích đủ thứ. Thì ngày hôm nay thì rất là vui được cô chú anh chị nhận cái thông tin là bên giáo hội Phật giáo đã có biện pháp gọi là xử lý cũng như là khắc phục chấn chỉnh lại những cái bài giảng của cái ông mà gọi là Thích Chân Quang về những cái bài giảng mà đi vào lòng đất của mình đó cô chú anh chị. Thì theo cái nhiều cái nguồn tin cũng như báo chí đã chia sẻ và thậm chí VTV lên đài quá là nhiều rồi, rất là vui rồi. Bên cạnh ông thầy Chân Quang này còn một ông thầy, đó là ông thầy Nhận Đức của chú anh chị, và những cái bài giảng cũng có tính mỉa mai về siêu minh tệ, và những cái bài giảng cũng là hướng người tới gọi là cúng dường rồi nha mọi người. Đó thì sau đây em cho cô chú anh chị nghe những bài giảng của ông thầy Nhận Đức và những cái lời mà gọi là hỏi tội đó, gọi là hỏi tội đó, của một anh trai để chia sẻ về những câu chuyện của ông thầy Nhận Đức như thế nào. Thì mời cô chú anh chị lắng nghe và nhớ chia sẻ video cho mọi người, và mình cũng mong bên giáo hội Phật giáo vào xử lý những cái bài giảng này coi nó có đúng như vậy hay không, nó thực chất câu chuyện thực hư như thế nào, giáo hội Phật giáo có lên tiếng với ông thầy này hay không. Thì mời cô chú anh chị. Chứ những đức nói với vị nghe chứ lâu rồi không được đi sông hơi quý vị. Hồi đó ngoài đời thành phố lâu lâu đi sông hơi, nghèo nghèo chứ lâu lâu cũng kiếm tiền đi lợi chỗ sông hơi, ngồi đó có cái khăn tròn ngang cổ, ngồi vô chỗ xong hơi rồi em biết sao bóp dây rồi chút đi biết là cũng hưởng thụ chút, hiểu không? Rồi khi đưa tay lên đồ cho em đồ ha, so tay đồ, em lấy dầu bóng đồ tha mình mày cũng dữ lắm quý vị. Mà lâu rồi từ khi đi tu tới giờ không có cơ hội đi xong hơi. Bữa đó có cái cô cổ nghe những đức giảng mà cổ là bà chủ tiệm xong hơi ở gần đây nè. Bà nói là bữa nào thầy đến đi. Rồi thầy đi xe rồi thầy đội nón đồ lên, đừng cho để ý thấy. Rồi thầy vô đi con, để cho thầy cái phòng VIP. Rồi lựa cho ba em mà nó đấm bóp đặc biệt nhất để mà lo cho thầy. Nhưng đến là để bữa nào xếp xếp. Trời ơi trời, những cái thói hư tật xấu, những cái phàm phu tục tử này mà ông đem lên ông giảng pháp, ở dưới toàn là phụ nữ không, mà ông giảng chuyện này là chết rồi. Quý vị ơi, chúng ta tìm những cái người nào mà tinh tấn tu hành á, người ta theo, người ta học pháp, người ta tu tiên tu Phật để tới đến ta nghe pháp để cho nó nhẹ nhõm cái đầu óc. Nghe ông này ông tiêm nhiễm biết là chết. Đi chưa sư phụ, bữa nào hai anh em mình đi một bữa thôi. Thầy nói vậy chứ ngoài đời tôi thấy đầy, mấy ông thầy chùa không đi massage đầy không ơi. Quý vị ơi, thật sự mà nói á, quý vị ở dưới người phụ nữ đó, đó thấy không? Mà ông lên ông giảng bài pháp này mà quý vị ngồi cười là như thế nào hả? Quý vị có thấy có đúng không chưa? Những cái phối hư tật xấu phàm phu tục tử như thế này mà ông đem lên ông làm cái bài giảng mà quý vị ngồi cười thì không có ý kiến gì hết trơn, thì tôi không biết nói với quý vị là cái gì luôn. Đây ông này á, phải nói là ông trình độ ông thấp nhưng mà ông có cái là ông có biệt tài rất hay nha. Ông miệng ông dẻo và ông làm những cái chương trình mà phải nói là rất thu hút được ánh mắt của những cái nhà hảo tâm gần xa. Cũng giống như là ông kêu gọi những cái người mà già
neo đơn để vua ông nuôi, rồi ông đăng hình lên, rồi ông nhận là an táng những cái hài nhi đó, như hài nhi đã khuất với việc, rồi bắt đầu những cái đó là những cái đó là những cái đánh vào tấm lòng của người Việt Nam, những người mà tương thân tương ái đó, họ đến đó họ cúng dường, họ cúng chùa rất nhiều. Ông này phải nói là trình độ thấp nhưng mà những có ý tưởng ông rất hay, những cái ý tưởng của đa cấp là rất hay nha. Các người già ơi, các cụ già ơi, hãy nghe con nói một lời chân thật nhất. Các cụ già đừng bao giờ nghĩ của các cụ già ở đến cái chùa đó là phải mang ơn cái ông chủ trì này hay là mang ơn một cái ông thầy kia. Không đâu. Nếu mà cái chùa mà không có những cụ già đó đó, là những ông chùa này ổng chỉ có ông quỳ, ổng lại, ổng kêu từng người. Nếu con thí dụ nha, con thí dụ nếu mà các cụ ai về nhà nấy nha, ai về nhà nấy, người nào về nhà nấy. Rồi ông thầy chùa này mà ổng quỳ, ổng lại từng người ở lại đó, con đi mặc ở đầu, con không đi mặc cái giò nữa các cụ. Cho nên các cụ đừng bao giờ sợ ông nội này. Đây là những cái chiêu trò thôi. Ông này đó, có rất là nhiều người già ở đây, không phải là người ta neo đơn đâu, mà những người ở đây á là những người người ta con cháu người ta rất giàu nha. Ta cũng vô đây ta ở, tại vì những người già thì thường xuyên họ thường thì họ lại là cô đơn, thì tại vì con cháu lớn lên rồi thì đứa nào nó cũng có vợ có chồng, đứa nào nó cũng có thế giới riêng của nó, cho nên người già họ rất sợ cô đơn, cho nên họ vô đây họ có bạn bè này kia kia nọ. Rồi ông lợi dụng cái hình ảnh này để ông đưa lên để ông trục lợi từ cái cụ già, từ những người già đó, đó. Chứ cụ già đừng bao giờ nói là tôi ở đây, tôi nhờ ở đây, tôi nhờ ông này ông nuôi. Không đâu các cụ ơi. Đây là những hình ảnh mà cái ông này ông mượn các cụ vô đây để ông trục lợi đó các cụ. Các cụ đừng bao giờ lấy cái hình ảnh mình để cho người khác trục lợi. Rất là tội lỗi. Con nói thật với các cụ. Đây các cụ thử đi. Các cụ cứ thử ai về nhà nấy hết đi. Rồi ông thầy chùa này ông không lại, ông quỳ từ người, ông năn nỉ ở lại. Con không là đi con người, kiếp này con không làm người nữa. Con nói thẳng luôn. Cho nên các cụ đừng bao giờ sợ cái ông này cái gì hết. Đừng bao giờ mà ông lên ông giảng cái gì. Bởi vì những cái bài pháp mà trước đây quý vị có thấy không? Ông dạ, lúc mà ông còn nhỏ mới đi vô tu tập đó, mới lên giảng pháp đó, ông ngồi phải nói là tôi tưởng là một cái pho tượng mà biết nói. Ông ngồi im ru, ông giảng pháp đâu đó đàng hoàng. Nhưng mà đến khi mà có một chút tên tuổi rồi á, là ông đứng lên, ông kể chuyện quyên thuyên rồi là cười, ta nói kể chuyện, ta nói tục tiểu, và đem những cái trò đùa đem lên phục giảng để ông giảng. Rồi không ai nói ông này ông nghe cái gì hết. Là bắt đầu là cái tánh phàm phu tục tử bắt đầu trỗi dậy. Trỗi dậy, đúng không? Tại vì tu hành là xả, nhưng mà ông này đó, ông không có xả. Bây giờ đó, thời xưa còn nghèo khổ. Lúc đó là chưa có ai biết đến, cho nên là ông ngồi ông nói chuyện rất là đàng hoàng, ông nói chuyện rất là nghiêm túc. Nhưng mà đến khi mọi người được biết đến rồi á, thì ông nói, ông là ta đây, là như thế này, thế kia, là một người nổi tiếng, là một người là vân vân, nuôi người già vân vân. Nhưng mà thật sự ổng đâu có làm gì ổng nuôi đâu, ổng nhờ những hình ảnh người già đó. Sau này á là ổng trục lợi từ những hình ảnh người già đó. Rất là tội lỗi, ông này rất là tội lỗi. Phải nói người ta xem tướng rồi, người ta là nhất người nhị người tam người tứ, ông này ông đứng hàng thứ ba, đúng không quý vị? Nhất nhất gì đó rồi nhị cái gì đó là ba tam gì là tứ đó, ông đứng hàng thứ ba. Cho nên là ông này ổng rất là phàm phu tục tử, mà tánh của ông không sửa luôn. Ông tánh tình phàm phu tục tử của ông từ ngày xưa tới bây giờ ông vẫn đem vô chùa để ông giảng, ông thuyết pháp. Người ta tu rồi đó, người ta tinh tấn tu hành rồi đó, từ đi đứng nói năng cũng phải lịch thiệp như thế nào, chứ không phải là đứng lên mà muốn nói gì là nói, muốn cười là cười, muốn nói bậy là nói bậy. Ông này toàn chuyên gia là nói bậy không, quý vị cứ xem clip ông đi. Đó. Các cụ già đừng bao giờ nghĩ là chúng ta ở đây chúng ta mang ơn chùa, không, chùa phải mang ơn lại các cụ già đó. Các cụ già, con nói thật đó, nếu mà chùa mà không có cụ già này, mấy ông này không bao giờ có được cái gì hết. Cho nên quý vị đừng, các cụ già đừng bao giờ nghĩ là mình ở đây là mình sẽ mang ơn ông này, rồi để ông muốn làm gì ông làm, muốn nói gì ông nói. Chúng ta sai thì chúng ta phải đứng lên, chúng ta có ý kiến để ông sửa. Tu là để sửa mà, nhưng mà ông này không sửa gì hết. Cái tánh phàm phu tục tử phải nói ở ngoài đời bao nhiêu là ông ginh vô đây hết trơn. Ngày xưa lúc chưa có tay, chưa có tiếng tâm gì hết á, thì ông tinh tấn ông tu hành. Nhưng mà sau này có một chút tiếng tâm rồi á, là ông không có ai ra gì hết, không xem ai ra gì hết, muốn nói gì là nói, muốn làm gì là làm. Là cái tánh phàm phu tục tử không. Người ta tinh tấn tu hành từ đi đứng nói năng phải lịch thiệp, tại người ta tôn trọng. Tại sao người ta gặp những người thầy tu mà người ta đảnh lễ, người ta quỳ lại, là vì họ, những cái người đó là họ tinh tấn tu hành. Người ta không bao giờ người ta lợi dụng bất cứ một cái hình ảnh của ai để trục lợi, thì từ chỗ đó người ta mới được mọi người tôn kính. Còn ông này ông lên ông quyên thiên, ông nói toàn là những cái gì đâu không mà. Rồi bây giờ đi massage ghiền lắm hả? Những cái này là những cái phàm thu thuộc tử người ta mới làm. Còn ông là người tu hành rồi mà ông lên ông thuyết pháp cái bài pháp như vậy mà ông nghe được hay sao? Không phải.
Nhưng mình làm gì mình làm lén thôi, đừng bao giờ lên lên nói như thế này. Ông làm sao thì người người kia ông thèm, ông nó lên giảng mà nó thấy thấy phụ nữ đẹp là ông chảy nước miếng mà. Đó. Mình giảng pháp như vậy đó, bởi vì có cảm cảm thấy như thế nào. Thì ông như thế nào đó, cái bà massage ông mới cho vé, chứ ông mà đàng hoàng, ông mà đạo đức đàng hoàng, ai mà dám nói như thầy tu những cái chuyện như vậy. Đúng không? Cho nên mọi người ơi, phải sáng suốt, phải tỉnh táo, đừng bao giờ để cho ông này ông lợi dụng cái hình ảnh đó để ông chụp lại. Những người già là hình ảnh mà để ông chụp lại đó. Tôi nói thật, những người già đó không phải là người neo đơn không đâu, họ có gia đình, có cái gia đình rất là giàu sang. Rồi là một tháng đó, là gia đình người ta đến người ta chu cấp cho chùa một cái số, rồi ông lấy cái hình ảnh cụ già đó ông đăng lên, rồi ông nhận là mai táng những cái hài nhi vân vân và vân vân. Rồi những cái hình ảnh đó đánh vào vào mắt của những người, có những người mà thương thân thương ái của người dân tộc Việt Nam chúng ta, để mà ông trục lợi. Phải nói là ông này ông trình độ ông thấp, nhưng mà những cái ý nghĩ ông kiếm tiền rất giỏi, phải nói là rất giỏi. Hên là ông nội này ông đi vô chùa ông tu, chứ nếu mà ông ngoài đời thì chắc có lẽ không ai chịu nổi đâu. Chắc rất rất nhiều người phải khổ với ông này, nói thật, thật sự mà nói. Cho nên là chúng ta phải tìm hiểu kỹ, tìm hiểu ông thầy nào ông giảng pháp giúp cho con người ta nhẹ nhõm đi, xả đi, tuổi già rồi cho nó an nhiên, không có còn lo nghĩ nữa thì nên nghe. Còn những cái ông này là ông mượn tạo tạo đời, ông làm những cái trò phải nói là hết sức là thôi, tôi không biết nói gì nữa, nhưng mà mọi người phải sáng suốt nha. Nhiều tôi muốn nói nhiều lắm, nhưng mà clip này nó không cho nói nhiều, cho nên chúc quý vị sáng suốt bình tĩnh. Dạ cảm ơn nhiều. Hai xin chào tất cả mọi người, xin chào tất cả các chú anh chị đã quay trở lại với chuyện đời thường ngày hôm nay. Thì ngày hôm nay tiếp tục trên tay em chào bán một cái sản phẩm cực kỳ hiệu quả cho các chú anh chị sử dụng. Mọi người trung niên lớn tuổi thường đau nhức xương khớp, đau lưng nhức mỏi, đau xương khớp đầu, mọi người hãy dùng thử chai này nha mọi người. Đây là nước cốt nhào, nước cốt nhào hữu đường trị đau lưng nhức mỏi, đau xương khớp cực kỳ hay nha mọi người. Là nhào nguyên chất, nhào nguyên chất được ủ đường phèn để lên men để lấy ra một cái dung dịch như thế này. À, thì đây là cái sản phẩm nhà làm. Thì nước cốt nhào hữu đường này cô chú chị đã sử dụng và đã hiểu rất là rõ về công dụng rồi đúng không? Đó, cô chú chị nào chưa sử dụng thì hãy mua một lần để trải nghiệm cho cô chú chị. 300 ngàn bao ship toàn quốc, là chai 1 lít nha cô chú chị. Chai như thế này là 1 lít. Nước cốt nhào ủ đường, đó có nghĩa là khi trái nhào chín, người ta lấy, người ta ủ với đường phèn trong vòng 3 tháng và lược hột và lấy cái nước này. Và đặc biệt đó là nhào rin nguyên chất 100%, rất tốt cho sức khỏe như cô chú chị. Đặc biệt công dụng của trái nhào là trị đau nhất thì cô chú chị khỏi khỏi bàn rồi. Cô chú chị muốn tìm hiểu thêm, cô chú chị cứ lên Google search công dụng của trái nhào là quý vị sẽ biết liền. Đây là chuyên trị đau lưng nhức mỏi, đau thành cái tọ, đau nhức xương khớp cực kỳ hay, cực kỳ hiệu quả. Một chai như thế này là 300 ngàn bao ship toàn quốc như cô chú chị. Và đặc biệt kèm theo với cái đó thì có một cái chai cao so bóp trị bong gân, nó tê bì chân tay đau nhức chỗ nào quý vị xịt chỗ đó vào. Đây là chai thuốc xịt nha mọi người, nó gỡ nắp ra và quý vị xịt, quý vị gỡ nắp ra và quý vị xịt bóp sẹt sẹt lên cái chỗ dùng đau và so so bóp bóp là bao của chú chị nha mọi người. Xịt một ngày 3 đến 4 lần đó. Đây là nó có công dụng ở đây, hướng dẫn sử dụng ở đây, mọi người hãy sử dụng đi rồi mọi người sẽ biết nha mọi người. Đó, 135 ngàn bao ship toàn quốc luôn. Còn cô chú chị nào muốn uống cái chai này thì uống, cái chai này không được uống nha mọi người, chai này chỉ sạch thôi. Đó, mọi người muốn tốt nữa thì mọi người mua một cặp, một liệu trình một cặp của nó, đó là mọi người sẽ sử dụng, mọi người sẽ biết. Nước cốt nhào thì 300 ngàn một chai, còn cao so bóp là 135 ngàn. Đó, đây là nhà làm nha cô chú chị. Cô chú chị nào mà đau nhức xương khớp, đau lưng nhức mỏi, cô chú chị cứ liên hệ với em. Đó, số điện thoại nằm trên góc trái màn hình nha mọi người. Ok, thì một lần nữa thì xin chào và hẹn gặp lại tất cả cô chú anh chị. Mọi người yêu mến sản phẩm nào mọi người cứ liên hệ với em. Ok mọi người.